để mình mặc vào nha các bạn. Ok, đó, sau khi mà mình cắt ra thì cái con gà này nó thành màu đỏ luôn rồi. Nó đã trở thành con gà luộc luôn rồi. Hello, Jojo và Ha, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Vinh. Ok, và trong ngày hôm nay là mình sẽ làm. Các bạn có tin không? Là ngày hôm nay là mình sẽ dùng cái cây kéo. Rồi sau đó là ví dụ như là ở đây có con heo này đi, thì mình dùng cây kéo mình cắt ra. Rồi sau đó là mình có thể làm thành một cái bộ giáp hình con heo, mặc vào thì mình sẽ có sức mạnh luôn nha các bạn. Đó. Và các bạn nhớ nha, video này chỉ là game, các bạn tuyệt đối không được làm theo nha. Bất cứ không được làm theo. Ngày hôm nay là mình sẽ làm khi mà mình dùng kéo cắt tất cả những cái con động vật ở trong Minecraft thì sẽ như thế nào. Và đây là tập 1 nha các bạn. Nếu mà các bạn ủng hộ cho mình thì mình sẽ ra tiếp tập 2 nha mọi người. À mà các bạn có thấy cái nút màu đỏ đỏ có chữ đăng ký ở dưới không? Đó, hiện tại là cũng gần 2 triệu người đăng ký rồi. Bạn nào mà chưa ấn đăng ký thì hãy kéo xuống ấn đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Thì đầu tiên là mình cần phải sinh tồn. Rồi sau đó là mình sẽ tìm kiếm, mình chế tạo ra cây kéo nha các bạn. Thì có thể cắt ra được. Ôi xôi, kiểu giống như là lấy da để làm bộ đồ gì đó. Vãi thiệt. Như là các bạn đã biết á, đây là công thức để chế tạo ra cây kéo. Đó. Thì mình phải cần những cái cục sắt để mình chế tạo ra cây kéo. Thì khi mà mình giết anh Golem á thì mình sẽ được cây kéo nha các bạn. Mình sẽ chế tạo ra cây kéo. Ôi, sao mà đánh không tới nè. Từ anh Golem ơi. Đây. Từ các bạn đợi mình xíu nha. Xin tập ơi. Đây nè. Các bạn thấy sao? Chò. Anh à. Oh, ok, baby, let's go. Ủa sao anh Golem nhiều máu quá vậy? Ok, như vậy là mình đã được 5 cái cục sắt luôn. Đầu tiên là mình sẽ đi lấy sỏi. Để cho nó rơi ra. Ở đây nè, cái này gọi là đá lửa nha mọi người. Đá lửa. Buồn thiệt sự nhưng mà không sao. Đây rồi. Ủa? Từ. Ủa cái kéo là chế tạo sao ta? Ồ quên nãy, cái công thức chế tạo là cái gì ta? À đây rồi, trời ơi. Tôi chơi Minecraft 5 năm trời rồi mà tôi vẫn quên cái công thức chế tạo. Ok, vậy là mình đã chế tạo xong cái kéo rồi nè. À, trời ơi. Để mình xem, nếu mà mình dùng kéo để mình cắt ra, mình làm thành cái bộ đồ chắc là sẽ đẹp lắm. Ủa, cái kéo của mình nó đã biến đổi rồi nè các bạn. Nhìn nó hơi khác một xíu nhưng mà không sao. Rồi, đây, có con heo ở đây. Mình sẽ thử cắt ra nha. Cái gì vậy? Ủa, bột nhuộm hồng. Ủa là cái gì? Để mình thử chế tạo nha mọi người. Thì mình sẽ để cái này. Ủa khoan, mình sẽ chế tạo ra cái nón trước. Ôi, đây chính là nón heo nè. Mình sẽ chế tạo ra nguyên cái bộ giáp luôn nha. Ê, cắt ra, đây mình vừa cắt ra nè, được 7 cái rồi. Thì mình sẽ phải cần, ủa, mấy cái con heo kia nó sợ mình, nó chạy hết luôn rồi. Ôi, mấy con heo ơi, anh chỉ muốn làm cho mấy chú mát mẻ hơn thôi mà. Đây một con nữa nè. Mình đã được 15 cái da heo rồi. Ủa, nhớ lúc nãy là nhiều lắm mà ta. Chắc là nó chạy trốn hết trơn rồi các bạn ơi. Ok, và mình sẽ chế tạo cái quần nè. Chế tạo ra thêm cái áo. Đấy. Ôi trời ơi, nếu mà mình... Còn thêm cái giày nữa. Chế tạo ra thêm cái đôi giày nữa. Rồi, như vậy là mình đã được nguyên cái bộ giáp từ da heo. Thì mình sẽ được cái gì đây? Ôi, các bạn ơi, mình được sức mạnh nè. Ui, mặc cái bộ giáp da heo này vào, mình sẽ được sức mạnh 2 hả? Ghê vậy, nếu mà mình được sức mạnh đó thì mình bèn nè. Ui, sao mà mạnh dữ vậy? Ôi,
Trời, nhưng mà khi mà mình mặc cái bộ giáp này vào sao mà nó hôi mùi heo dữ vậy ta? Nó hôi á các bạn. Chắc là mấy cái con heo này nó không chịu đi tắm nữa, bởi vì thế rất là hôi luôn. Nhưng mà không sao, có sức mạnh là được rồi. Nhưng mà không sao, đây nè ơi, mặc cái bộ giáp da heo vào là mình mạnh hơn nha các bạn. Ôi trời, đó, chỉ cần dùng tay là đánh một cái là được rồi. Quá dễ. Hiện tại là mình đang mặc cái bộ giáp heo thì đó. Ôi, đánh hai cái chỉ với tay không là con zombie đã chết rồi các bạn ạ. Quá là mạnh nè. Trời, trời, trời ơi, dăm ba mấy cái con zombie này. Mình chỉ cần dùng tay thôi. Hả, ơi, coi nè. Trời ơi, mọi chuyện rất là đơn giản luôn á. Phải nói là quá là mạnh. Đó. Trời, quá dữ. Yeah, lần này là mình sẽ đi lấy lông gà để mình mặc vào nha các bạn. Ok, đó, sau khi mà mình cắt ra thì cái con gà này nó thành màu đỏ luôn rồi. Và sẽ có như thế này đây à. Nó đã trở thành con gà luộc luôn rồi. Ok, rồi mình sẽ chế tạo nha các bạn. Thì mình sẽ chế tạo ra cái nón trước này. Ê, mình sẽ bỏ cái bộ giáp này ra và mình sẽ thử. Wow, nhìn rất là dễ thương luôn á. Một cái nón gà cái nón gà nha mọi người. Thì mình sẽ chế tạo thêm cái quần nữa à, tiếp tục chế tạo thêm cái áo gà. Áo gà này. Áo gà, rồi sau đó là tới quần gà. Quần gà rồi tới Wow, mình đã trở thành Vinh gà. Ui, cái tên nghe kỳ lạ quá. Để mình xem mình sẽ được chức năng gì nha mọi người. Mình sẽ được rơi chậm nha các bạn. Kiểu giống như là rơi giống như là con gà luôn vậy đó. Mình sẽ đi lên cái chỗ cao cao cho các bạn xem. Đây mình sẽ lên đây nha. Rồi sau đó là mình sẽ nhảy xuống nè, không bị mất máu luôn. Đó, hay không? Đó, bây giờ là mình sẽ đứng cái chỗ nào cao thiệt là cao luôn. Hiện tại là mình đang đứng cái chỗ rất là cao luôn. Coi này. Ui. Rồi mình đang mặc cái bộ giáp lông gà nè. Nhảy xuống thử coi. Wow, mình rơi xuống rất là chậm luôn nè. Kiểu này là không sợ bị mất máu luôn. Hay thiệt sự. Chắc là nhiều bạn muốn hỏi mình, nếu mà mình dùng cái kéo này mình cắt cái con zombie đi, thì khi mà mình mặc cái bộ giáp zombie vào thì sẽ như thế nào, đúng không? Ok, các bạn cứ yên tâm. Nhưng mà đầu tiên là mình cần phải đi tìm kiếm cái con zombie. Mà cái con zombie nó ở đâu này? Ủa, đâu ra cái con này vậy? Hello? Ủa? Sao đâu ra cái con dê nó đi vô đây vậy? Đây rồi, cái con zombie này. Sau khi mà mình cắt á, là cái cơ thể của nó đã biến, nó biến thành cái màu khác rồi nè. Anh em ơi. Đây chính là da của con zombie. Thì ở đây có nhiều con zombie quá vậy. Cắt luôn. Ok, lấm. Ủa, hình như là mình thấy còn hơi thiếu. Còn cái con zombie nào nữa không? Sao mà bây giờ nó ít quá vậy? Sẵn tiện là mình sẽ cắt cái con creeper luôn. Rồi luôn rồi. Từ. Trời, nó nổ, làm sao mà mình lấy da của nó được? Chơi gì mà chơi kỳ cục vậy? Rồi, mình đã đủ nguyên liệu rồi, bây giờ chỉ còn chế tạo thôi. Chế tạo cái áo của con zombie, cái quần của con zombie, và đây là cái nón. Thêm cái nón nữa. Đây, mặc vào liền. Ấy rồi ơi. Đây, và các bạn sẽ thấy là gần xong rồi đúng không? Và mình mặc thêm cái quần vào, thêm một cái áo nữa. Và đây là chính là bộ giáp của con zombie. Nhưng mà mình sẽ được có chức năng gì đây? Để mình thử mặc cái bộ giáp này, sau đó là mình lại gần. Ủa, mấy cái con này. Quay. Là khi mà mình mặc vào là mấy cái con này nó không dám đánh mình luôn nha các bạn. Nè, mình đang ở chế độ sinh tồn mà nó không đánh mình luôn á. Ủa sao kỳ cục vậy? Ôi, rất là hay luôn. Nè, mình sẽ lại gần. Ôi. Ủa, nếu mà con zombie thì nó sẽ nổ nha các bạn.
Ủa, ủa khoan khoan, bậy bậy. Con Reaper nó sẽ nổ, chứ có con zombie nào mà nó nổ đâu. Đây, mình sẽ đứng lại đây. À, skeleton thì nó sẽ không có dám bắn mình luôn. À, zombie thì sẽ không có dám đánh mình. Ờ, bộ giáp zombie này đúng là có khác. Sẵn tiện bây giờ mình sẽ chế tạo ra cái bộ giáp của con Creeper luôn. À, bộ giáp của con Creeper mặc vào thì sẽ chắc là nổ banh nóc nhà luôn quá. Rồi mình sẽ gỡ cái bộ giáp zombie này ra và mình sẽ mặc cái bộ giáp của con Creeper vào để xem mọi thứ như thế nào. Ủa, cái này của cái quần đâu? À đây. Đây các bạn ơi, mình đã mặc cái bộ giáp của con Creeper vào, là đây là coi như là da của con Creeper. Wing MC đã bị nổ tung rồi luôn, mình mất tiêu tất cả những cái bộ giáp luôn rồi. Tại cái bộ giáp của con Creeper nó nổ các bạn, cái mình chết luôn. Công sức nãy giờ đi tìm những cái bộ giáp mất tiêu hết. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để chia buồn cùng với Vinh nha. Buồn quá à. Trời, nãy giờ theo mình thấy nếu mà mặc cái bộ giáp này á thì mình cần phải có nước ở dưới nha các bạn. Rồi, rồi sau đó là mình sẽ nè. À, sau đó là mình sẽ ngồi xuống. Wow. À, mình đã biết cách làm sao mà không bị chết rồi các bạn ơi. Hay rồi nha. Ơi, đây nha. Đó, ghê không, ghê nè. Úi giời, các bạn coi khả năng của mình nè. Quay. Ôi trời. Lại. Đây nè, đáp xuống liền ấy. À nè. Ok, bay lên một cái, đáp xuống. Đó, rồi mình sẽ thử lại nha. Bang. Ồ, ghê. Ê, mình thấy cái trò này rất là hay luôn á các bạn. Đó. Hay. Ôi. Sao mà cái này bay cao vậy? Ôi cái. Ơi nhoi. Ok, như vậy là mình đã biết cách sử dụng cái bộ giáp của con Creeper rồi nha mọi người. Mình có cái trò này rất là hay. Ôi giời ơi, kiểu này nè. Bay lên. Coi xuống. Ôi giời. Ok, và video của mình cũng đã đến đây rồi. Thì hẹn các bạn vào tập 2 nha. Thì nếu mà video này đạt được 30.000 like thì mình sẽ ra tiếp tập 2. Thì ở trong tập tiếp theo các bạn muốn mình các bạn muốn mình cắt cái con gì thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Ơi mà khoan, các bạn ấn đăng ký kênh chưa? Nhớ đăng ký kênh. Bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy ấn nhẹ vào nút đăng ký để ủng hộ cho Vinh nha. Bây giờ là tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video lần sau nha. Bye bye mọi người.